Em xin chào các bác nha, đã đến với video của em, cửa hàng Nhật Bãi. Hôm nay em giới thiệu đến các bác cái mẫu mà xe đa năng của Tiger nè, hàng nội địa Nhật nè, điện áp 100V. Thì đây là một cái mẫu gọi là xe đa năng luôn, là em hàng về hàng đấu giá còn thùng nè. Đó, thì cái cấu này là thủy tinh để dùng mình xay thịt, cái này là xay sinh tố, xay hành tỏi rồi đó, rất là ok luôn. Đây là cái mã nè, còn catalog giới thiệu hướng dẫn nè. Thì đây nè các bác, mình là ta bỏ vô cái thao cái đồ ta xay nè, rất là tiện lợi. Nào muốn xây gì đó mình xây có cũng catalog này hướng dẫn để cho mình sử dụng. Đầu video em chúc các bác xem video vui vẻ nha, nhiều sức khỏe. Các bác xem video đăng ký kênh, nhấn like ủng hộ em, chân thành cảm ơn các bác. Để vào chi tiết này em hướng dẫn các bác, cái này là xây cầm tay rất là đa năng luôn của nhà Tiger đó. Rồi em về em tháo cái ao lắp ráp cho các bác coi nha, rồi hướng dẫn cắm điện rồi test báo giá. Rồi các bác, thì em đã là gắn vô rồi, giờ mình xây cho em nha. Xây thì mình quay ngược lại, quay ngược lại mình xây là một lượt, là mình bấm hai nút luôn, bấm hai nút luôn đó, mình cầm ngược lại bấm hai nút luôn cho em nè. Đó, nó có nhiều cái chương trình xây nè, nó xây nhẹ xây mạnh nè, mình lấy qua mình xây cho em nè. Bấm thì mình để hai ngón tay vô ra cho em bấm một lượt hai ngón tay nè. Đó, ok, giờ mình lấy này ra đi, mình gắn cái này vô để mình xây cái này. Thì gọi là xây đa năng nè, em cũng không biết là như thế nào nè. Mình về nghiên cứu coi hôm nay mình xài em cũng catalog nè. Đây là người ta để kêu để trong cái thao vẫn xây được nè. Đó, nó làm đủ thứ trơn nè. Đó, xây cái này xây kia gì nè. Về nhà mình coi mình xây giùm em nha. Đó, mình cũng đơn giản thôi. Mình tải cái Google dịch đó, mình về mình chụp màn hình lại cái trong đó, cái Google dịch nó dịch cho mình. Này cũng đơn giản thôi, nhiều khi mình xài một lần hai lần thì mình không gành, chứ mình xài vài lần nữa là nó sẽ là gành. Cái này như là đánh bột đó các bác, nó đánh bột là nhà bột hay là làm gì nè. Rồi giờ em cắn cái này qua này để em xây này cho các bác coi nè, rất là ok nha. Rồi các bác, thì em đã gắn vô rồi nè, đó như các bác thấy không. Thì cái này là điện áp 100V nha, công suất của nó là 250W, xây rất là mạnh, ok, mẫu made in China luôn. Đó, Mark in China là của Trung Quốc sản xuất, xuất qua thị trường Nhật xài nha. Công ty là của Tiger, là hàng là của Nhật. Đó, tiêu chuẩn Nhật, tiêu chuẩn Mỹ. Bây giờ xây cầm cho em là hai nút nè. Cầm nè, bấm hai ngón tay vô hai nút rồi xây thôi. Nè, đó. Các bác thấy không? Rất là ok nè. Đó. Nào, im lắm nha. Nói chung hàng em đấu giá thì không có gì, thì mình xem bỏ vô đây mình xây nè. Đó, bỏ vô đây mình xây, hoặc là mình bỏ vô cái thao cái tô gì đó mình xây cũng được luôn nè. Đó, như người ta nói ra cầm bỏ vô xây gì thôi, rất là tiện lợi đó. Thì cái giá em bán cho mình là 1,3 triệu nha, 1,3 triệu chuyển khoản đủ thêm bao ship, còn cọc là các bác trả tiền ship đó. Xài thì nó cũng dễ dàng lắm các bác, nó mới tin mới cáo à, có thì tin đó. Cái này thì bỏ vô này nè, mình thay thế cái này vô mình xay vậy thôi nè. Cái mình gắn cái này rồi cái mình gắn cái cụm này vô đó, thì cái giá của nó là em đang bán giá là 1,3 triệu nha. Cho bác nào mua có nhu cầu thì cọc cho em 300, chuyển khoản đủ thì em bao ship, bảo hành 6 tháng, bảo hành 3 tháng, chứ 1,3 triệu chưa đến 1,5 triệu cho nên là bảo hành 3 tháng. Thì bác nào muốn bảo hành 6 tháng thêm mỗi tháng 100 cho em đó, cũng đơn giản thôi. Rồi thì giờ mình mua hàng mình làm như thế nào nào, mình chụp màn hình lại mình gửi qua Zalo cho em, cọc cho em 300, lưu ý cọc là các bác trả tiền ship nha, chuyển khoản đủ thì mới bao ship đó. Cảm ơn các bác theo dõi video nha, chào tạm biệt, hẹn gặp lại.